phim rất là đáng xem. Theo Dịch Thảo cảm nhận ấy, thì từ bảy cái phần trước ấy, thì Don, nhân vật Don này luôn là người cứu, luôn là người mở những cái khúc mắc ra cho nhóm, và là cái thành viên cứu hết tất cả những cái thành viên còn lại trong nhóm. Dạ. Nhưng mà đến khi mà bước qua phần 8 này, khi mà mình vừa xem vào đầu ấy, thì hơi bị hụt hẫng một chút xíu. Là tại bản sao hỏi, đúng không? Dạ. Là tại sao mình cũng chưa hiểu lý do tại sao Don lại phản bội nhóm. Phần 8 thì các bạn sẽ dẫn dắt các bạn là nói về cái sự phản hồi của Don đối với gia đình của mình. Vì cái sự phản hồi này sẽ diễn như thế nào, các bạn sẽ phim, bạn sẽ hiểu rõ hơn phim này. Nói chung là sự phản bội thì Thảo nghĩ cũng nó cũng cứ cũng sẽ có nguyên nhân thôi các bạn ạ. Tại vì do là Don rất là yêu quý gia đình của mình, yêu quý hơn cả bản thân mình luôn. Và Thảo nghĩ là từng thành viên ở trong cái nhóm của Don á, thì ai cũng có một cái nỗi niềm riêng và cũng yêu quý gia đình mình cả, chứ không riêng gì Don. Thì trong bộ phim thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều cảnh thuộc lớn, những cái chiếc xe mà tự điều khiển, các bạn sẽ phim và thấy rất là đã. Rồi một chiếc tàu ngầm khổng lồ. Và Thảo thích, Thảo ấn tượng nhất á là khi mà cảnh gần gần cuối phim ấy không, có một cái cảnh là chiếc tàu ngầm nó phát nổ, thì lúc đó thực sự là rất là nguy hiểm. Tom rất gặp, đang gặp nguy hiểm, thì các thành viên trong nhóm của Tom không ngoảnh mặt đi, đều quay lại hướng về phía của anh và hy sinh bản thân. hy sinh bản thân mình, nói chung là lúc đó rất là nguy hiểm cho cả đội luôn. Nhưng mà các thành viên nó không màng tới nguy hiểm, đều xả thân của mình để cứu thành viên còn lại trong nhóm. Xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.